Tiếp theo đến mẫu chuyện 41 xuất gia. Lúc Đức Thầy còn ở Tổ Đình, Thánh Địa Hòa Hảo, năm 1939, có một nhà sư pháp danh là Đức Minh ở Thiên Cẩm Sơn đến viếng ngài. Qua cuộc tiếp xúc thường lệ, Đức Thầy hỏi nhà sư: "Ông xuất gia được bao lâu rồi?" Sư Đức Minh đáp: "Từ ngày tôi xuất gia tu hành cho đến nay được 40 năm. Đức Thầy lại hỏi tiếp: "Thời gian 40 năm ấy, ông có lần nào xuất nữa chưa?" Nhà sư ngơ ngác hồi lâu, chẳng biết vì không lãnh hội được câu hỏi hay lý do nào mà ông nói lắp qua chuyện khác. Nhiều người chung quanh đợi lắng nghe nốt lời vấn đáp, xong chờ mãi suốt giờ nói chuyện, đến khi từ giã, nhà sư vẫn không trả lời câu hỏi ấy, mà Đức Thầy cũng không hề nhắc lại. Thuật theo lời ông xã bộ: "Phụ bà, thông thường từ trước tới giờ, người ta hiểu hai chữ xuất gia qua hình thức là ra khỏi nhà thế tục, lìa cả thân bằng quyến thuộc, vào ở các nơi chùa chiền liêu xá hoặc núi non am cốc, mặc y phục nhà tu màu vàng hoặc màu già, xuống tóc vân vân, và không sinh hoạt đời sống như hái rau nhổ cỏ, chỉ ăn nhờ của bá tánh thập phương. Xong tất cả sự việc ấy chẳng qua là hình thức thân xuất gia, là sự tướng xuất gia mà thôi. Nếu nhà tu còn chấp ở mức đó, qua những hình thức đó là đạo chưa ra khỏi bánh xe luân hồi. Vậy muốn giải thoát sanh tử cần đạt lý xuất gia, tâm xuất gia, tức là không câu chấp ở hình thức ăn mặc ở, tu với như cách nào cũng được, miễn là điều tâm ra khỏi nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nghĩa là không luận hình thức ở nhà hay ở chùa chiền ăn khóc, hoặc chợ búa hay núi non rừng thẳm, mà bất cứ sống hoàn cảnh nào, còn sinh hoạt đời sống hay không, miễn hành giả biết quay về nội tâm, lọc sạch vọng trần ô nhiễm là kết quả. Bằng tâm còn chấp nhiễm trần lao nhân ngã, thì dù mang hình thức gì cũng không giải thoát cả. Tâm trần tốt còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát đi khỏi luân hồi? Trường hợp Đức Thầy đặt câu hỏi với nhà sư nói trên: "Thời gian 40 năm ấy, ông có xuất lần nào nữa chưa?" là câu hỏi có tính cách khơi nguồn trực giác, vì ngài đã thấu hiểu cơ duyên hành đạo của sư Đức Minh. Nhưng rất tiếc là ông chẳng hội ý được câu hỏi. Cũng có thể ông hiểu mà không dám tự nhận, điều chứng tỏ còn yếu kém. Nhưng cũng còn đỡ là ông không dám nhận càng khoe bướm, nên nói lắp qua chuyện khác. Chả lẽ tu hành 40 năm rồi mà không hiểu lý xuất gia hay sao? Đức Thầy đầy lòng từ bi, cảm thông tâm cơ và hoàn cảnh của sư Đức Minh, nên ngài đã gợi ý rồi bỏ lửng, chớ không dồn ông vào ngõ bí. Bởi câu hỏi trên là ngụ ý ngài muốn hỏi sư Đức Minh đã vào chùa tu 40 năm mà được chứng đạo giải thoát chưa. Hơn nữa, điểm quan trọng của nhà tu là giải thoát sanh tử, mà muốn thoát ly sanh tử phải giải thoát nội tâm, chớ giải thoát ngoại cảnh làm sao kết quả. Hiện giờ tuổi nhà sư đã xế chiều, số vô thường chẳng còn xa, thế mà ông vẫn bước quanh trong vòng sự tướng hữu vi, thì làm sao kịp thời đạt mục đích? Cho nên Đức Thầy đặt câu hỏi vừa sắc tấn vừa đập mạnh vào trực giác của ông: hãy tìm kiếm cái không mới có, và vô vi chánh đạo hỡi người ơi. Cũng ý này trong Pháp Bửu Đàn Kinh Đức Lục Tổ có dạy: chư thiện trí thức muốn tu hành thì ở nhà tu cũng đặng, chẳng cần ở chùa. Ở nhà mà thường tu hành thì cũng như người Đông Phương có lòng lành, ở chùa mà chẳng tu thì cũng như người Tây Phương có lòng dữ. Nếu lòng trong sạch, tánh mình là Tây Phương vậy. Đại khái nhà tu không nên chấp một hình thức nào ra khỏi nhà
hay ở tại nhà, mặc quỳnh y hay bạch y, miễn làm sao cho tâm mình ra khỏi vòng nhiễm ô mê chấp, tất đạt đến chỗ giải thoát an vui. Câu đức thầy hỏi sư Đức Minh quả là một công án cho người tu Phật. Nam mô A Di Đà Phật.